gái chôn người yêu bằng màn sửa mũi, bơm môi khiến anh bạn trai hốt hoảng và cái kết siêu đáng yêu. Giả vờ giấu người yêu đi sửa mũi và phản ứng của anh ấy. A few moments later. Cảm ơn bà ơi nè. Nhớ em có à. Sao cả ngày ở nhà không đang làm gì á? Ủa? Gì vậy? Em lỡ tay mặt vào tường. Qua mặt của tường như thế này. Cái này đau mũi à? Em nói thật đi. Cái gì đây? Mũi. Em đi sửa mũi. Anh đã bảo là không đau mà. Tại sao không ăn mẹ em đi? Trời ơi là trời. Rồi cứ mỗi tháng rồi đi sửa sụn à. Ăn thức mũi bình thường của em hơn. Rồi sau này về nhà sao? Giờ anh nói sao? Giờ anh đấm em cao mũi lên à? Thì để tôi nói. Đâu, tháo một trang xem coi.